Công việc nhiều quá lên cầu không có ăn. Nhưng mà mình trực tiếp mình thở vào thở ra vài hơi như vậy là tâm của mình nó an lại, là lập tức ba mẹ trong mình an ngay. Nhiều khi cái chuyện cầu an nó rất là dễ, nhưng mà nó mình phải thực tập. Mời để chúng hát một vài bài ha. Mình đã chúng hiểu cái chữ Bồ Tát chưa? Là Bồ Tát là sao? À, thật ra thì mình thường hay gọi và hay nghe, nhưng mà để mà hiểu cái nghĩa Bồ Tát thì nhiều khi mình cũng chưa có hiểu rõ, đúng không? Bồ Tát có nghĩa là tự giác và giác tha, là một cái người đó họ có cái sự giác ngộ và làm giúp giác ngộ cho người khác. Còn Đức Phật là tự giác, giác tha, và hai cái đó nó trọn vẹn. Còn Bồ Tát là mình tự giác ngộ và giúp cho giác ngộ, giúp cho người khác giác ngộ, giúp cho người khác bớt khổ đau, giúp cho người khác thêm niềm vui sống, thì mình gọi là Bồ Tát. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm đã xuất hiện rất là nhiều, trong rất là nhiều kinh, trong kinh Đại Thừa thôi, về kinh phát triển đó, Bắc truyền. Còn kinh, trong kinh Nam truyền, kinh Bali thì không có Bồ Tát. Đạo Phật mình đã có truyền thống Bắc truyền và truyền thống Nam truyền, hay mình gọi là Nam Tông và Bắc Tông. Ngày xưa thì mình hay gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa, nhưng mà cái chữ đó là mình không dùng, không nên dùng, mà bây giờ mình dùng Nam truyền và Bắc truyền thôi, hoặc là Nguyên Thủy và Phát Triển. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm hay là những cái vị Bồ Tát khác như là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Bác Thù Sư Lợi, Bồ Tát Đại Hạnh Vô Hiền, thì những vị Bồ Tát này chỉ xuất hiện trong kinh Đại Thừa, trong kinh Phát Triển. Truyền thống Bắc truyền, truyền thống Bắc truyền là Đạo Phật xuất hiện ở những nước như là Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Còn Đạo Phật Nam truyền, Nam Tông thì xuất hiện những nước như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Sri Lanka. Đó, mình thấy quý sư mà đắp cái y, quấn cái y đó, thì thường là những sư Nam truyền, Nam Tông. Thì tại sao lại có xuất hiện những cái vị Bồ Tát này trong trong kinh điển Phát Triển? Thì tất cả những vị Bồ Tát đều là biểu tượng. Mình đã hiểu là biểu tượng của cái một cái đức tính. Thí dụ như Đức Phật là từ bi hỷ xả là đầy đủ hơn. Nhưng mà khi mà có những cái nơi mà mình nói từ bi hỷ xả là cái gì, là một cái đức tính, thì họ ít có hình dung được. Thành ra là mới nhân cái hóa thành đó là một cái vị Bồ Tát từ bi. Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho đức từ bi, tình thương. Mà ở Việt Nam hoặc là ở Trung Quốc thì hay dùng cái hình ảnh là mẹ hiền đó, là một người nữ. Trong tại sao lại có cái người nữ? Thí dụ như ở Ấn Độ thì là một vị nam, một người nam. Tại vì trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn đó thì có nói rằng là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có thể ứng hiện ra thành 33 thân. Nếu mà cái vị nào mà muốn có cái căn duyên được hô độ bởi một người nam, thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ hiện ra thành một người nam để hô độ. Muốn cái người nào, muốn cái người hô độ mình là một vị có quyền lực,
một vị chính trị gia, thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ hiện ra thành một cái biểu hiện, thành một vị chính trị gia để hóa độ. Muốn là một người mẹ để hóa độ cho mình thì Bồ Tát Quan Thế Âm biến hóa thành một người mẹ để hóa độ cho mình. Nhưng mà ở cái văn hóa Việt Nam, văn hóa Trung Quốc thì người mẹ là một cái biểu tượng tình thương, người mẹ là một cái biểu tượng tình thương vô bờ, phải không? Thành ra là lấy cái hình mẫu của một người mẹ để tôn thờ cái tình thương, cái đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hay là những cái vị Bồ Tát như Văn Thù hay là Phổ Hiền hay là Địa Tạng thì không phải là một nhân vật lịch sử mà là một nhân vật huyền sử. Lịch sử là có cái người đó sinh ra ở cái năm đó, cái tháng đó, xuất hiện một cái thời gian nào đó, làm những công việc nào đó, phải không? Còn những cái nhân vật huyền sử là những cái nhân vật ở trong sách, trong kinh thôi. Giống như là thánh gióng và truyện cổ tích của Việt Nam là có thật không? Không, chỉ là một nhân vật huyền sử. Thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là một nhân vật huyền sử. Nhưng mà có thiệt không? Tình thương có thiệt không? Tình thương có thiệt, phải không? Thành ra là khi cái người nào mà có đầy đủ tình thương thì người đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thí dụ như người đó là một vị chính trị gia, họ có tình thương thì họ là Bồ Tát Quan Thế Âm, biểu hiện ra thành một vị chính trị gia, phải không? Cái người đó là một cái em bé mà em có tình thương thì Bồ Tát Quan Thế Âm biểu hiện, đó là biểu hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở Mỹ này đó là có những cái em nhỏ nó có tình thương dữ lắm. Nó thấy cái hồ, cạnh cái hồ nó có những cái bác lớn tuổi, bác câu cá đó, thì em nói em cản, em cho. Em nói là bác có biết rằng khi mà bác câu, cái niềm vui của bác là cái sự đau khổ của con cá không? Tại sao mà bác vừa lấy cái sự đau khổ của cái con cá làm cái niềm vui cho mình? Thấy em đã có tình thương nhiều không? Có tình thương rất lớn. Nhiều khi như vậy mà mình không biết. Thành ra là ngay cái thời điểm đó, cái em đó là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân thành một em nhỏ, đồng nam đồng nữ đó, muốn đồng nam đồng nữ hiện độ thoát thì Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thành đồng nam đồng nữ nguyện độ thoát. Thành ra là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ở rất nhiều hình tướng. Mình đừng có cầu Bồ Tát Quan Thế Âm từ trên trời bay xuống mặc cái áo dài lớp phất lơ phơ xuống giúp mình, không. Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt trong cuộc sống của mình rất nhiều. Mình hãy nhìn Bồ Tát Quan Thế Âm đó để mình học hỏi. Đừng mơ học hỏi một vị Bồ Tát ở trên trời rơi xuống, không. Tại vì Bồ Tát Quan Thế Âm phó hiện rất là nhiều thân trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trong cái kinh hồi nãy mình tụng đó, có một câu là ai nghe danh thấy hình mà xưng tâm chánh niệm thì thoát khổ mọi cõi. Tại sao? Nghe danh, thấy hình, mà tâm sinh chánh niệm. Nếu mà mình nghe danh thấy hình mà tâm không sinh chánh niệm thì sao? Thì không thoát khổ mọi cõi, không? Mình thấy nó có một cái sự thực tập ở trong này, chứ không phải là cái chuyện cầu nguyện không. Ai nghe danh thấy hình mà tâm sanh chánh niệm thì thoát khỏi mọi cõi. Đây nói sơ lược thôi. Bồ Tát Vô Đẳng Ý hỏi Đức Thế Tôn là tại sao cái người đó lại là tên là Quán Thế Âm. Thì Đức Phật mới nói là sở dĩ mà cái người đó tên Quán Thế Âm là do cái này. Ai nghe danh thấy hình mà tâm sanh chánh niệm thì thoát khỏi mọi cõi.
thì cái chữ so the word. Quán thế âm. Quán có nghĩa là nhìn sâu, có nghĩa là quan sát một cách rõ ràng, chi tiết. Thế âm, âm là âm thanh, đau khổ của cuộc đời. Nghĩa là thành ra mình mới hay niệm là tâm thinh cứu khổ đó. Tâm thinh nghĩa là tìm lắng nghe. Những người nào mà họ đang khổ đau, họ kêu gọi, họ cầu nguyện, thì Đức Quan Thế Âm lắng nghe và cứu khổ. Lắng nghe cái âm thanh đau khổ của người đó mà đến giúp. Nhưng mà có phải là một quý vị Bồ Tát nào đó xuống để mà cứu mình không? Đây, chánh niệm. Nhiều khi mình khổ đau nhưng mà cái tâm của mình có chánh niệm không? Lúc đó Bồ Tát không có mặt. Phải không? Lúc đó Bồ Tát không có mặt. Thành ra Đức Phật nói là khi mình có giận, mình biết mình đang giận. Khi mình có buồn, mình biết mình đang buồn. Biết là gì? Biết là chánh niệm này. Đó. Thì cứu mình được thoát khổ mọi cõi rồi không? Thì cái vị Bồ Tát Quan Thế Âm này xuất hiện trong nhiều kinh. Thí dụ như là trong kinh Bát Nhã là Bồ Tát gì? Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành thâm sâu trí tuệ Bát Nhã, nhìn thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách. Thấy chưa? Thì Bồ Tát Quán Tự Tại cũng là hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hoặc là Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ cũng là hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hay là Ngài Chuẩn Đề cũng là hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì ai mà có cái hạnh nguyện, có cái tình thương như vậy đều là Bồ Tát Quán Thế Âm hết. Để mình hiểu chứ tại sao cái người đó lại có thể là trở thành rất là nhiều người như vậy, mình không hiểu. Ngay cả bản thân mình, thí dụ như mình có chồng thì mình là một người vợ, phải không? Người vợ chưa biết là có hiền, có đảm đang hay không, nhưng mà trước tiên thành một người vợ rồi đó. Nhưng mà mình đồng thời cũng là một người con, phải không? Mình vừa là vợ nhưng mà mình vẫn là một người con. Có khi mình là một người chị, có khi mình cũng là một người em. Với bạn bè mình có khi là một người bạn. Với con mình là một người mẹ. Với cháu mình là một người bà. Thì mình thấy là mình biểu hiện ra rất là nhiều thân, phải không? Thành rất là nhiều thân. Tại sao mình là người vợ thì mình ứng xử khác với người chồng? Mình là người con, mình ứng xử khác với lại cha mẹ. Mình là người mẹ, mình ứng xử khác với con của mình. Thật ra là mỗi người đều có một cái hình tướng riêng và cái tính riêng. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm cái ý nghĩa mình mới gọi là Quán Âm ha. Thì phải có đầy đủ những cái này thì mới là một vị Bồ Tát Quan Âm. Hồi nãy mình đọc cái gì? Chơn quán thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, từ quán. Mình thấy đủ năm cái ha. Diệt chơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, và từ quán. Thường nguyện thường chiêm ngưỡng là thường xuyên để tâm thực tập. Rồi âm là gì? What is âm? Diệu âm. Diệu âm is the wonderful sound. Quán Thế Âm. Wonderful sound is diệu âm. Phạn âm. Phạn âm is the sound. Hải triều âm. And the hải triều âm is the sound of the ocean. Thắng vĩ. Thế gian âm.
these are the qualities of the sounds, different sounds of both sides. Đó. Cái nghĩa của cái chữ quán âm là như vậy. Năm quán và năm âm. À, thầy mới gọi là quán thế âm phải không? Thành ra cái người nào mà có thực tập những cái này, có cái nội dung này thì người đó là quán âm. Đại chúng hiểu chưa? À, mình thấy cái người nào mà họ thực tập năm cái quán và năm cái âm này thì gọi cái người đó là quán âm. Thế nào là chơn quán? Chơn quán là nhìn sâu để thấy sự thật. Ví dụ như ông xã bữa đó về, tự nhiên mặt ông có vui và ông nói mình cái điều gì đó làm cho mình khổ đau, làm cho mình tổn thương. Tại sao em chăm sóc, em bỏ cả cái tuổi thanh xuân để cứu anh về chăm sóc cho anh mấy chục năm, cho anh những cái đứa con dễ thương như thế này, chăm sóc gia đình như thế này, tại sao anh nói cái câu đó là tổn thương? Vậy thì lúc đó mình làm gì? Phải quán để thấy được tại sự thật. Tại sao ông nói như vậy? Khi mà ông nói một cái điều mà tổn thương mình thì trước tiên đại chúng thấy là ông hạnh phúc hay khổ đau nào? Ông khổ đau phải không? Khi mà mình nói một cái điều gì đó mà làm cho người khác khổ đau là chắc chắn trong lòng người đó đang khổ đau trước, phải không? Bất cứ cái người nào họ muốn họ nói cho mình một cái điều gì đó họ làm cho mình khổ đau, chắc chắn cái người đó có khổ đau trước. Thứ nhất là người đó đang khổ đau. So that the person they're saying was suffering, that they are suffering themselves too. Thứ hai là sao? Thứ hai là cái người đó nhiều khi họ hiểu lầm mình cái điều gì đó. Phải không? À, hiểu lầm mình cái điều gì đó họ mới nói như vậy chứ. Thứ hai là chi giác sai lầm. So the second is wrong perception. The first is suffering, they suffer. The second is they misunderstand. Cái thứ ba là gì? What's the third aspect that can cause this? Thứ ba là gì? Tại sao cô Hà thì cô có thể có khả năng cắm hoa rất đẹp? What is this? Why does she? Tại sao cô Diệu Vinh thì hát rất hay? Flower arrangement. Have you seen her beautiful? Tại vì trước tiên là người đó được trao truyền cái tài năng đó, phải không? Từ các mẹ qua, rồi cái môi trường học hỏi xung quanh, phải không? Thì cái người đó họ biểu hiện cái tài năng như vậy. Chứ còn nếu như mà mình trước tiên mình không có cái hạt giống tài năng ở trong lòng, rồi mình không được học hỏi trao dồi thì mình có làm được không? Không bao giờ. If no one transmits, đúng không? That, then we can never. Vậy thì tại sao cái người đó lại ứng xử theo cái cách đó? Why did that person react in that certain way? Tại vì họ được trao truyền như vậy, họ được học hỏi như vậy trong cái môi trường như vậy. In their environment. Phải không? What? Bây giờ là kêu cô Diệu Vinh hát dở hát được không? If we ask her to sing horribly, hát hay hơn thì có thể được là phải rèn luyện thêm phải không? Sing better, nhưng mà kêu có làm khác gì có được không? If she starts to stop singing, we can't. Cái người đó tại sao họ nói cái câu như vậy với mình? Why did that person say that to us? Tại vì họ được huấn luyện như vậy, họ được giáo dục như vậy. Transmitted. Kêu họ làm khác không được, họ đã làm tất cả khả năng của họ. To them, in many. Con mình cũng vậy. Tại sao mày không nghe lời tao? Nó được huấn luyện như vậy mà nó được huấn luyện là tư duy độc lập. Nó được huấn luyện là mình nói cái gì nó cần phải tư duy quán chiếu để nó hiểu là đúng hay sai nó mới làm. Nó được huấn luyện như vậy, nó được đào tạo như vậy. Mà mình hiểu nó làm khác có được không? Sometimes we tell them to do differently. Vậy thì mình sai hay là nó sai? Mình sai hay là ông chồng sai? Mình sai. Tại vì mình muốn ông phải sống theo mình. Mình muốn ông phải nói theo cái mình. Nhưng mà đó có được, phải không? Thành ra khi mà mình có cái điều kiện nhân duyên, cái environment, the conditions,
conditions of the environment, you know, that caused that person to say that or to do that. Cái hoàn cảnh tạo nên cái con người đó. The environment. Đó là cái điều thứ ba. Khi mà mình. So when we. Khi mà mình khi mà cái người nào đó họ nói với mình một câu mà là mình tổn thương, làm cái điều gì đó mà mình tổn thương, mình cảm giác như là người đó chơi xấu mình, cảm giác như là người đó muốn hại mình. Trước tiên mình trở về chân quán, mình biết chắc chắn người đó đang khổ đau. Khi mà mình biết họ đang khổ đau, mình còn muốn làm cho họ khổ đau hơn không? Yeah, we know that khi mình biết họ khổ đau, mình không muốn làm thêm cho họ khổ đau. We know that we can... Còn nếu như mà mình không có để tâm chuyện đó, mình sẽ đáp ứng lại, đáp trả lại chứ. Ông nói tôi một câu là tôi cũng phải trả lại ba câu mới được, phải không? Ông làm tôi cái điều đó xấu, tôi phải làm lại cái điều đó gấp 9 lần. Ông không nói chuyện với tôi một năm, tôi không nói chuyện với ông 10 năm. Thường mình đáp trả lại như vậy, phải không? Thường mình gọi là đáp trả. Nhưng mà mục đích chỉ trừng phạt. Cái của mình là hay dùng cái cách trừng phạt. Còn khi mình phải sập hạnh quá âm thì mình phải quan tâm. Biết rằng cái người đó nói như vậy, làm như vậy chắc chắn họ có khổ đau trong lòng nhiều lắm. Họ mới nói như vậy. Chứ bây giờ ví dụ như mà thầy đang có hạnh phúc, thầy đang có niềm vui và kêu thầy làm cái điều gì xấu với quý vị, thầy có làm được không? Sao làm được? Phải không? Quý vị cũng vậy thôi, quý vị đang có hạnh phúc mà kêu quý vị làm cái điều gì không tốt thì cho người ta đâu có được. Phải không? Không được. Thành ra mình biết họ đang có khổ đau. Sẽ chi để trong lòng mình tưới ra một cái giọt nước tự bi. Mình thương họ. Thứ hai, mình biết chắc chắn họ có một cái tri giác sai lầm về mình. Nếu như họ nói cái điều đó không đúng về mình, họ làm điều đó không phải với mình, chắc chắn họ có tri giác sai lầm. Để chi? Để mình tìm cái cơ hội mình giải thích hồi nãy đó. Hồi nãy mình cái đọc cái lời nguyện Quán Âm đó, mình đọc là khi mà nghe cái lời nói không đúng về mình, sự thật phải với mình, lúc đó mình chỉ lắng nghe thôi để giúp cho người đó bớt khổ đau, rồi mình mới chờ cái cơ hội thích hợp để giải thích. Cái thứ ba, tại sao mình nói hồi không nghe? We keep sharing and they cannot listen. Tại sao nói hồi không thay đổi? And they don't change. Mình có thay đổi được không? Have you changed? Mình không đâu thay đổi được. Mình không thay đổi được. If we don't change, mình kêu họ thay đổi, nhân duyên, cái môi trường, cái hạt giống trong lòng họ được gieo truyền đó như vậy, họ làm hết sức như vậy rồi, kêu họ làm khác cần có thời gian. Thành ra khi mà mình hiểu cái background tạo nên cái tính cách, tạo nên cái con người đó, mình chấp nhận nhiều hơn và mới giúp thêm cái nhân duyên để thay đổi. Chứ còn mình đòi hỏi họ là không được. Bữa trước mình có một cái buổi chia sẻ về cái chuyện buông bỏ, mà trong đó một cái buông bỏ gọi là buông bỏ cái ước muốn là không hài lòng đó. Mình không hài lòng rất là nhiều thứ thì mình phải buông bỏ cái ước muốn không hài lòng đó đi, tại ai cũng có cái hết rồi. Chân quán thấy rõ sự thật, đó là một cái khía cạnh thôi. Còn tất cả những khía cạnh trong cuộc sống khác như là sanh già bệnh chết, tất cả những cái mối quan hệ yêu thương ghét bỏ xa lìa, mình cũng cần phải để tâm quán cho thấy sự thật, nhìn sâu vào thanh tịnh. Thanh tịnh quán. Thanh tịnh là sao? Thanh tịnh nghĩa là trong sáng. Mình nghe cái lời ông nói như vậy, cái tâm của mình còn trong sáng hay là đã phừng phừng khói đen rồi? Cái tâm của mình lúc đó là đang là không khí buổi sáng tinh mơ hay là cái không khí nằm sau cái ống hơi xe rồi? Lúc đó thầy nghĩ chỉ còn CO2 thôi mà không còn oxy nữa, phải không? Mình phải trở về cái tâm của mình. Tâm của mình đang ở trong không lớn tình tình.
tâm của mình đang bị vẫn đục bởi tham, bởi sân, bởi si này, bởi ganh tị này, bởi giận hờn này. Trở về, mình biết mình có khả năng trở về với cái tâm trong sáng đó. Người kia cũng vậy, người kia nói với mình như vậy là tại vì họ có cái tri giác sai lầm, họ có khổ đau, cái hoàn cảnh tạo nên như vậy. Thành ra là mình phải giúp họ trở về với cái tâm thanh tịnh. Mà muốn giúp họ trở về cái tâm thanh tịnh thì phải tháo gỡ tri giác sai lầm, chấp nhận họ và bỏ thêm cái điều kiện cho họ. Bỏ thêm điều kiện là sao? Ví dụ như bây giờ mình nấu nước, nấu cơm mà mình chết lệ lỡ chế ít nước thì mình làm sao? Mình thêm nước cái mình ngồi đó mình chắc, mình chắc cái nồi cơm có được không? Không, mình phải thêm nước vô để cho cơm nó nở ra thơm ngon mình ăn, chứ không phải là ngồi đó mình chắc nồi cơm gì mà không có ngon. Mà mình chắc nồi cơm là cho mình, phải không? Cho mình không có cách thông minh. Thì thanh tịnh quá là trở về với cái tâm thanh tịnh. Tại vì tất cả mọi thứ mình có khả năng thương yêu, mình có khả năng giúp đỡ đều phải từ cái tâm thanh tịnh. Còn cái lúc mà mình giận hờn mình có giúp đỡ được không? Không. Trong một cái bài mà phát Bồ Đề Tâm, vong thất Bồ Đề Tâm tu chư thiện pháp thị danh ba nghiệp. Mình cái tâm của mình không còn thanh tịnh, không còn trong sáng, của mình làm tất cả những cái việc thiện khác không phải là việc Phật sự đâu. Mình làm bằng cái sự giận hờn, bằng cái sự tham lam thì cái đó không phải là Phật sự, mà cái lúc đó là ma sự rồi. Quảng đại trí tuệ quán là sao? Quảng đại means immense, boundless contemplation. What's that? What's the meaning of that? Đại chúng thấy cái bút này không? The sign, do you see this mark? Cái bút này màu gì? What color is this mark? Màu xanh đấy không? Is it blue? Nhưng mà đầu này nó màu trắng. The other end is white. Tại sao? Bởi vì mình chỉ thấy một cái góc thôi. You just see one angle. Mình không có thể trọn vẹn cái vấn đề được. Thành ra trong kinh Đức Phật dạy là các ông nhìn vấn đề, nhìn thấy mọi thứ giống như những cái người mù mà xem voi vậy đó. Cái người mà tiếp xúc được cái chân voi thì nói con voi là như cái trụ nhà. Cái người tiếp xúc được cái tai voi thì nói con voi như cái quạt ngon. Nhưng mà cái ai đúng không? Không có đúng, nhưng mà nói cái sai chứ đúng không? Phải không, nói sai cũng được. Mà nói đúng cũng được. Tại đúng là không có đúng cái sự tập trọn vẹn, mà nói sai thì nó có cái yếu tố đó. Thành ra mình nói không, nói vậy là sai rồi, có đúng không? Không, tại vì cái góc nhìn của họ như vậy. So each person has a different. Bây giờ năm 2021 chuẩn bị có bầu cử, ai phe dân chủ, ai phe cộng hòa. In politics, cha mẹ cãi nhau cái chuyện đúng sai, vợ chồng cãi nhau cái chuyện đúng sai, ai đúng ai sai không? Mà cãi nhau đổ vỡ gia đình cũng vì cái chuyện đó. Bởi vì mình nói tới cái quảng đại trí tuệ, mình nhìn chỉ thấy một góc thôi.